bình lợi cũ làm du lịch. Theo Sở Giao thông Vận tải, trong quá trình làm việc với Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, các đơn vị cho rằng trụ cầu sắt bình lợi cũ qua thời gian đã hư hỏng, được sửa chữa, gia cố nhiều lần, tĩnh không của cầu sắt cũ thấp, không đảm bảo an toàn giao thông thủy trên sông Sài Gòn, còn nếu đưa đi chỗ khác cũng thiếu mặt bằng lưu giữ. Do đó, các đơn vị thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh bảo tồn nguyên trạng một phần gồm hai nhịp và một tháp canh đầu cầu bên phía thủ đức sở giao thông vận tải đề xuất giao cho khu quản lý đường thủy nội địa nghiên cứu để phục vụ vận tải hành khách du lịch đường thủy còn theo ban quản lý dự án 7, dự kiến tháng 7 năm 2019 cầu Bình Lợi mới sẽ được đưa vào khai thác chạy tàu. Cầu Bình Lợi là cầu đường sắt vượt sông Sài Gòn đầu tiên được xây dựng năm 1902, chiều dài 276 m gồm 6 nhịp với độ tĩnh không thông thuyền thấp nên có nhịp quay ở phía bờ quận Thủ Đức cho tàu thuyền qua lại cầu có kết cấu vòm thép, các thanh thép liên kết bằng đinh tán giờ IVE. Bên phải đường dây gần chân cầu theo hướng từ quận Thủ Đức sang quận Bình Thạnh có một tháp cành, trên vách tường hướng ra bờ sông còn rõ ổ đắp chữ nổi, Bình Loi ốc top 1948, Bình Lợi, tháng 10 năm 1948. Theo Sở Văn hóa, Thể thao thành phố, cầu đường sắt Bình Lợi có giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành, phát triển Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và của ngành đường sắt Việt Nam.